Quỳnh Trần GB lén chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ, bà nhân vlog túc trực, đúc từng muỗng đồ ăn. Những người đóng đô trên mạng xã hội có lẽ không còn xa lạ với cái tên Quỳnh Trần GB, sở hữu kênh YouTube với hơn 4,2 triệu người theo dõi, nên nhất cử nhất động của bà mẹ một con này đều được dân tình hết mực quan tâm. Mới đây, kênh chủ của Quỳnh Trần GB đã đăng tải video ghi lại hành trình nữ YouTuber quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có cơ thể đẹp hơn. Cô đắn đo rất lâu và tham khảo ý kiến của người bạn thân là nữ YouTuber bà nhân vlog để có quyết định chính xác nhất. Quỳnh Trần GB tiết lộ cô cảm thấy ngoại hình của bản thân xuống cấp trầm trọng khi đến tuổi 37, đặc biệt là sau khi sinh và chăm con suốt thời gian dài. Cô nhận thấy mình cần phải tân trang vòng một. Quỳnh Trần GB nói, bây giờ mắt của chị bị nhăn nhiều, do mình cũng lớn tuổi rồi, chị muốn cắt bọng mắt trên, bọng mắt dưới rồi kéo phần da sau mắt ra. Chị thấy hầu như người nào lớn tuổi cũng làm. Vụ thứ hai thì nãy chị có nói với em rồi đó, cũng hơi nhạy cảm, nhiều lúc chị muốn làm lắm mà mình sợ. Sau khi biết nguyện vọng giao kéo của người chị, bà nhân vlog đưa ra lời khuyên tận tình. Cô cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là điều tốt nếu bản thân người đó cảm thấy tự ti với cơ thể. Tuy nhiên, người quyết định cũng phải suy nghĩ thật kỹ và biết đâu là điểm dừng, không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ vì rất có thể sẽ mang lại phản ứng ngược. Do vậy, bà nhân vlog cam kết nếu Quỳnh Trần GB giao kéo thì cô sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân từ A đến Z như cách mà người chị đã làm với mình cách đây 1 năm về trước. Không muốn mẹ ruột nhìn thấy mình đau đớn nên từ đầu tới cuối bên cạnh Quỳnh Trần chỉ có duy nhất bà nhân. Trong khi cô em liên tục nói lời động viên để tiếp thêm sức mạnh thì cô chị lại tự trấn an bằng suy nghĩ sắp đẹp giống bà nhân rồi. Có thể thấy tình cảm thân thiết giữa hai chị em Quỳnh Trần GB và bà nhân vlog. Trong suốt quá trình Quỳnh Trần GB phẫu thuật, bà nhân vlog không nén được cảm giác lo lắng, thậm chí khi nghe ca phẫu thuật của Quỳnh Trần GB kéo dài hơn dự kiến, cô còn bật khóc nức nở vì không biết tình trạng của người chị mình ra sao. Trong thời gian đó, bà nhân cũng tranh thủ thời gian quay về nhà để chuẩn bị đồ ăn. Tuy nhiên, phải đến sáng hôm sau thì bà nhân mới được phép vào thăm chị. Vì chỉ sửa sang vòng một tim cầm và căng vùng da mắt nên việc ăn uống đối với Quỳnh Trần cũng không quá khó khăn. Ngay sau khi vào phòng hồi sức, bà nhân vlog đã nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho Quỳnh Trần GB. Mẹ bé Sa thưởng thức đủ các món bao gồm cơm, canh, yến chưng và cả cherry mà bà nhân mang tới. Biết chị ngồi không tiện, bà nhân thậm chí còn tận tay đút từng thìa. Lên sóng chưa lâu, video của Quỳnh Trần đã thu về lượt xem ấn tượng. Phía dưới phần bình luận, người người nhà nhà đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước màn kề vai sát cánh của Quỳnh và nhân. Tình cảm chân thành mặc cho những lời ra nói vào hay đồn đoán không xác thực của cả hai, làm ai xem cũng thấy ấm lòng. Cứ hễ người này cần là người kia luôn có mặt và ngược lại. Trước đó, trong suốt quá trình tân trang của bà nhân, Quỳnh Trần cũng chẳng hề vắng bóng. Không chỉ ngồi chờ đến mệt lả rồi ngủ gục hay cơm bưng nước rót, chị còn đón em về nhà để tiện bề chăm sóc vì nó giấu gia đình đi làm, không ai biết nên thương lắm. Điều đáng nói là tại thời điểm đó, cả hai chỉ mới quen biết và chơi chung được khoảng tầm vài tháng mà thôi. Có thể thấy bước qua năm 2022 với nhiều thành công, Quỳnh Trần ngày càng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp và cuộc sống. Đặc biệt, nữ YouTuber cũng bắt đầu yêu bản thân hơn, thay đổi khá ngoạn mục về cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Xuất thân là YouTuber chuyên về mảng ẩm thực ăn uống, dành nhiều thời gian ở nhà nên việc Quỳnh Trần bẩm mỉm xê xòa cũng là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, nếu như ai theo dõi Quỳnh Trần từ những ngày đầu sẽ biết cô gặp áp lực lớn về kinh tế và con cái. Điều này khiến nữ YouTuber ít nhiều cũng sầu não, khiến khuôn mặt không được tươi tắn. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo, Quỳnh Trần dần biết cách để bản thân thật sang trọng nề nã mỗi khi xuất hiện. Không dừng lại ở đó, nữ YouTuber còn chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để tân trang bản thân, hứa hẹn sẽ trở lại làng YouTube với một diện mạo vô cùng bắt mắt.